Đến lượt thằng ba và ừ thừa ra cân ba và sang đây là kim cương đã được u thế này thừa xe mình cần tiền bao nhiêu kia ba thế là bao nhiêu ba thế là bao nhiêu ba thế là bao nhiêu ba thế là ba ôn thế bây giờ mình tốn thời gian à bây giờ tốn thế bây giờ là bao nhiêu chúng ta đấy ba